Ngày 20 tháng 7, Quốc hội Sri Lanka, gồm 223 thành viên đã bỏ phiếu để chọn một trong ba ứng viên làm tân tổng thống thay thế ông Gotabaya Rajapaksa, người gần đây tuyên bố từ chức sau khi chạy ra nước ngoài. Kết quả, ông Wittgen Messinger, người sáu lần làm thủ tướng Sri Lanka và là đồng minh quan trọng của cựu tổng thống Gotabaya Rajapaksa đã giành được 134 phiếu. Ông Wickremesinghe 73 tuổi, nhận được sự ủng hộ từ đảng Mặt trận Nhân dân Sri Lanka cầm quyền. Phe lớn nhất trong quốc hội gồm 225 thành viên. Quyết Rami Sanger những ngày qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp cho phép cảnh sát và lực lượng an ninh đối phó đám đông biểu tình nhằm đảm bảo an ninh trước bầu cử.